Đây là chủ cửa hàng này. Đấy. Anh với tay chào khán giả cái nhỉ? Chào nhà nhá. Loa này, loa này. Loa kia. Bên kia cũng có. Đấy. Vâng, em xin giới thiệu toàn thể các bác chính thức lấn sân vào hàng bãi. Và như em đã kể trong vài clip trước rồi, bởi vì hiện tại kho xưởng của em bây giờ là đang bị thu hồi nên là không có chỗ chứa. Cũng may mắn làm sao hợp tác với chủ hàng, nhưng mà chủ hàng lại được cái kho hơi rộng tí. Các bác nào có nhu cầu bốc cái đống cốt pha này thì hú em nhé. Đấy. Trên đây thì hôm nay anh em chúng em xin trân trọng giới thiệu toàn thể các bác về hàng nô sản phẩm đồng bộ của DK Đan Đạc Kinh với hai series trong đời OK, hay gọi là đời OK đấy, chuyên dùng trong karaoke, quán bar, phòng trà, phòng hát, vũ trường. Thì em chỉ giới thiệu về DK, còn các cái thương hiệu khác có quay lọt qua thì cũng giới thiệu. Tiên là cái loa DK có mã là OK101, công suất khởi chạy là 250W, công suất chương trình là 500W, công suất max SPL là 121 dB 1m. Đấy, các bác nhá. Và con này là 92 dB cộng 2 dB, 8 ohm. Đó. Đây là cái loa DK Đan Đạc Kinh 325. Một là check. Và con này là loa đồng trục phân tần, các bác để ý, nhìn tinh ý bên trong kia nó to khủng luôn. Đây là cái củ bass. Bass này là củ bass của BC, nhưng mà củ set, củ loa tép thì là của Celtation. Đấy. Dây nó hơi ngắn tí các bác ạ. Kia phần tần nó to khủng hố luôn. Chủ yếu là nó sẽ cắt cho loa bass tại khoảng 1,2 kg, và tép thì là từ 1,3 kg. Đó là cắt tần số X-cover ở trên phân tần của dòng này. Đây cái thùng này của DK nha, các bác có thể đặt nằm này, đặt đứng này, hoặc đặt nằm monitor. Kiểu đặt nghiêng như này này, để em đặt lên đã. Đặt nghiêng này thì là thành monitor. Đấy, nó đứng được theo kiểu monitor luôn, đứng được luôn nhá. Đấy, của DK bãi xịn, vừa tháo ra. Và trên đây nữa là cái loa này, em sẽ quay lại đây cho các bác xem. Con này là DK với Serino, đó là 6210, công suất là 350W, khởi chạy công suất chương trình là 700W, 126 dB, nhạy 95 dB, trả kháng 4 ohm, phù hợp với các bác chơi karaoke gia đình. Độ nhạy nó không cao nhưng nó sẽ cho ra một cái chất lượng âm thanh cực kỳ hay, và nó sẽ ra một cái chất mà nhiều cái loa khác gần như là không thể làm được. Nhưng độ nhạy thì nó hơi bị hạn chế tí. Đây là cái củ loa bass. Bass này là của BC nhá, bass 25 của BC, 2 loa 25, 6210. Đấy, tức là CD của nó. Đây là củ check này, check này sử dụng một tép neo nhá, tép neo của Celtation. Đấy. Con này thì theo em cảm tính nhìn đây thì con này nó sẽ X-cover cắt tần số tại 2.2 kHz. Đó. Đây là cái phân tần của nó kinh hồn bạt vía luôn. Nhìn DK thì không phải nghĩ luôn, miễn trên luôn nhá. Của cái quả phân tần nó sử dụng 1, 2, 3, 4 cuộn cảm rất lớn. Trong đó thì là cuộn này là cuộn bass, cuộn kia cũng là cuộn bass nhưng mà nọc sau. Cuộn này là cuộn nắn equai tép, và cuộn này cuộn tép chính. Đấy. Và điện trở của nó thì nhiều kinh khủng luôn. Riêng chả nhôm là 3 con chả nhôm trong một bó nhôm này. Chả sứ có là 1, 2, 3 con chả sứ. Và cộng thêm một cái bóng đèn nữa. Bóng đèn này là có nhiệm vụ là khi hát âm lượng lớn thì bóng đèn nó sẽ sáng. Đấy. Sáng bóng đèn đi, nhưng mình không nhìn thấy được đâu. Sáng bóng đèn thôi, nhưng không nhìn thấy được đâu. Nhìn linh kiện phân tần nó khủng khiếp này mà. Sử dụng là 1, 2, 3, 4, 5 tụ bạc và 2 tụ hóa. 2 tụ hóa này xả cho bass. Tức là cắt và nắn các tần số. Ví dụ các cái giải từ 800 đến 1,2 kg thì nó sẽ nắn thành cái quận sau kìa. Cái quận nhỏ nhỏ kìa, nó sẽ nắn, và mấy con tụ kia nó sẽ chém tần số này. Và đoạn nào thừa nó sẽ nắn đi. Tức là nếu như dòng DK hay là các thương hiệu đến từ thương hiệu DK đo đắp tuyến, các bác không tưởng tượng được nó phẳng, nó đẹp đến mức mình không thể ngờ nào làm được. Nhưng dứt cái phân tần này ra, đóng phân tần khác vào, nó ra cái chất ôi luôn, xấu kinh khủng luôn. Nhưng đúng cái phân tần của nó thì nó làm ra, nó nghe tiếng rất là hay, rất là xịn. nhưng bị một cái điểm yếu là độ nhạy nó không được cao. Thì cái này là bên em làm về chuyên về kỹ thuật thì em sẽ nói luôn nhé. Và đặc biệt ý, thì là cái dòng loa này nó sử dụng cái hong check kèn này là bằng vật liệu là composite, tức là sợi amiang cùng với keo epoxy kết hợp lại đúc khuôn tạo ra một khuôn này. Đây là cái vật liệu kèn làm bằng composite, nó có một cái hệ số tán âm chính xác và nó không bị hấp thụ âm thanh vào cái họng kèn, nó khác hoàn toàn với cái họng kèn bằng nhựa bình thường, vật liệu của nó bằng composite. Đấy. Nhiều các bác bảo đây kèn nhựa, không phải đâu, kèn này nó đắt lắm, nó kiểu hợp chất gần như là giống là nhựa nhưng mà không dễ vỡ, cực kỳ khó vỡ, và cái độ phản xạ âm sắc của nó rất là tốt nhé. Những cái kèn này ý, thì gần như là bên em về, anh em chúng em về là phải vệ sinh và lau cho nó phải gọi là sạch và gần như nó không có bám một tí bụi bẩn nào, thì cái hệ số tán âm của nó mới đạt đến ngưỡng cực đại đó. Và cái này là sử dụng 2 củ loa 25 trên một thân thùng. Hàng này thì em nói luôn nhá, loa này gân của nó là bằng gân viền xốp, còn gân viền này là mấy ông ở bên Trung Quốc thay rồi, về là lại phải bóc gân này ra thay lại. Còn các bác nào lấy gân như này thì ok luôn nhé, có sẵn luôn. Bát 25 màng màu tím. Đấy, tím màu hoa sim đấy. Con này là keo cổ côn cao và zin, đồng bộ hết, nguyên bản hết. Bởi vì cái loa này là nó như này, nguồn gốc như nhà này, bên Trung Quốc họ sẽ có 2 đến 3 ông chuyên đi gọi là mồi chài gì đấy, thì ông vào trong quán bar này, vào quán bar kia, thấy âm thanh nhìn có vẻ ok và mời. Thực tế là cái hôm mời em vô tình em có mặt ở đây, em mời thì em cũng xem được, bảo ô thế này thì ngon, loa này thì gần như là không sợ gì cả, chỉ có cùng lắm nó về con nào rụng bát, con nào rụng tép thôi. Đấy, thì nó chỉ có trường hợp xấu nhất là như vậy thôi. Tức là loa tháo nguyên trong vòng ra nó khác hoàn toàn là loa anh em gọi là tập kết tại bãi rồi. Tập kết tại bãi thì gần như là phải sửa lại hết, nhưng mà loa tháo nguyên trong phòng ra thì là chỉ có hãng họ hỗ trợ bảo hành thôi. Đấy, hỗ trợ bảo hành bảo dưỡng thôi, nhưng mà không hiểu là làm thế nào nhìn trông nó nham nham nhả nhả này, hơi buồn tí. Đây là tình trạng có sao nói thế nhá, bởi vì làm bán hàng nó phải thật, nó phải chuẩn và chính xác thì các bác mua hàng mới yên tâm được, chứ còn mua hàng mà cứ ba năng nhăng là vỡ mồm với các bác. Đấy, thì bây giờ anh em chúng em nó sẽ chuẩn bị đồ đạc, test nhanh, kiểm tra nhanh xem là con nào có lỗi lầm gì không để còn báo bên Trung Quốc còn trừ tiền. Và những cái đôi nào mà có trường hợp lỗi thì sẽ có giá đẹp cho các bác. Đây là cái phần mặt sau thiết kế của cái thùng này. Thùng cái con 6210 này thì là nó sử dụng theo kiểu dạng vừa đứng vừa nằm được nhé. Nằm thì các bác đặt này là monitor, còn các bác để trong gia đình thì treo ra, đặt nằm ra chứ không nên đặt đứng. Bởi vì cái góc mở họng kèn này của nó, các bác đoán thử xem bao nhiêu. Nên trên được 15 độ nhưng xuống dưới được 25 đến 30 độ, trái phải được 60 độ. Đấy, kèn nó rất là dị. Và trước hết với cái con đồng trục này thì góc mở của kèn nó sẽ hơi hạn chế hơn tí, nó chỉ được có vào 60 độ thôi, trái phải nên trên xuống dưới, tức là tròn 60 độ. Đấy, con đồng trục này thì tròn là 60 độ. Ok, thì trên đây là video giới thiệu tổng quan về loa DK Thunder King với 2 mã là OK101 và OK6210. Anh em chúng em sẽ bây giờ sẽ soạn đồ và test kiểm tra nhanh. Ngoài ra để có nhiều hàng khác nhưng em sẽ quay sau. Đây là chủ cửa hàng nhá. Xin mời anh có vẫy tay chào khán giả nhỉ. Cảm ơn nhá. Em mua loa ủng hộ em với cả âm thanh Kim Ngưu. Cửa hàng em là Quang Thành Audio. Bạn Văn Lộc đây, em thấy Kim Ngưu một đối tác rất là tin cậy của cửa hàng. Uy tín không anh? Đối tác uy tín, thân thiết. Thân thiết. Ok. Đối tác chiến lược. Giống kiểu Việt Mỹ. Rất nhiều các bác nhá. Hàng rất nhiều về liên tục. Anh review đống này đi. Hàng về rất nhiều về liên tục. Không những là làm cả loa mà đang thanh lý cả cái chỗ này để làm kho để làm showroom luôn nhỉ. Loa thì bây giờ là cũng hơi chật trội. À, mong muốn là bán đi. Đấy, mong muốn là cho cái đống này ra đi. Trước đây thì làm xây dựng, bây giờ thôi làm xây dựng loa kiếm ăn quá. nó hay, nó đam mê thôi. Đang muốn thanh lý chỗ này. Đấy, ok. Thì trên đây là anh em chúng em xin giới thiệu qua về tổng bộ của sản phẩm về là loa DK nhá. Ngoài ra có sản phẩm khác như là HZ này, Electrovoice này, CPS này, CSP này và nhiều sản phẩm khác anh em chúng em sẽ review sau. Và sau này ấy, các sản phẩm vãi về thì em sẽ quay luôn tại kho như này chứ không có mang về, bởi vì bây giờ trên nhà em cũng phải đang dọn để tập kết, chuẩn bị sang năm là sẽ có showroom Đàng Hoàng lịch sự đón tiếp các bác. Năm nay thì hơi thân lễ với các bác tí, mong các bác hết sức thông cảm nha. Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp các bác liên hệ trực tiếp nhé. Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác.